Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em Sự cũng sẽ lại khui một cái lô hàng mới cho cả nhà mình. Và như mọi người có thể thấy là hôm nay thì em có về với rất nhiều mã hàng siêu phẩm. Một cái phiên bản GX với thiết kế đẹp độc lạ và cũng là một cái phiên bản giới hạn. Ngoài ra thì sẽ có các mẫu của Carnival, Zeppelin, Maserati, một thương hiệu xe rất là nổi tiếng đúng không ạ? Celco và một vài thương hiệu khác nữa. Mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và không để mọi người đợi lâu thì hôm nay em sẽ lên luôn với mã hàng sản phẩm đầu tiên luôn nha. Mẫu này thì phải nói thề với thật sự với cả nhà mình, nó rất rất đẹp luôn. Tất nhiên là mỗi một mẫu nó sẽ có một cái phong cách riêng và nó phù hợp với một phong cách của từng người. Nhưng cái cảm quan của em để mà khi mà em cầm lên những cái mẫu đồng hồ này thì em cũng đây thì em thấy nó rất đẹp nha. Và nó cái phong cách của mẫu này này là gần như ai cũng phù hợp, ai cũng đeo được ấy. Đây là mẫu kỷ niệm 40 năm, đây là thương hiệu của Abite. Em không biết đọc tên nhá nên là thôi mọi người thông cảm cho em. Đây là mẫu 6 kim. Cái bản này thì hiện tại là nó đang hết pin, bởi vì hôm qua cái lô hàng nó về đêm về muộn ấy, đâm ra là em chưa có kịp thay pin được. Đấy là em đã phải lên hàng luôn rồi. Đây là mẫu 6 kim này và nó chạy chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao nha. Mọi người hoàn toàn yên tâm là trước khi gửi đơn em sẽ thay pin đầy đủ. Sau đó thì em sẽ lấy giờ chỉnh giờ đối với các bản pin. Và sau đó là khi hàng tới nơi rồi đúng không ạ, mọi người mở ra, mọi người kiểm tra, sau đó là mọi người sẽ thanh toán cho shipper. Và nếu cứ đúng như là cái giờ mọi người nhận hàng thì các chị sẽ nhận hàng thôi ạ. Size 33.3 và càng của mẫu này là 47.3, 6 kim chạy chức năng chronograph. Lịch ở vị trí góc 4.5 giờ, và em thấy bản này rất là mới. Rất mới luôn mọi người nhá. Dây này nó sẽ có mic ở đây này, nó có một cái đường vân này, nó sẽ hơi gọi là nhám chút này. Đúng không ạ? Sau đó đây là phần dây thép. Cái chỗ này nó lau đi là sạch nhá mọi người. Đây này, mọi người thấy không? Đấy, nhưng mà lau đi này. Lau kỹ đi một chút là nó sẽ sạch. Đấy là nó sẽ sạch luôn. Đấy nha. Đây cả trên này cũng vậy. Thấy chưa? Chỉ là trên này cũng vậy. Đấy, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, dây này, chốt khóa này, mặt sau này, Abite này. Rất là mới luôn. Mẫu này thì màu đẹp. Không biết nó gọi tên là màu gì. Nó không phải là màu theo kiểu dạng màu đồng, mà nó cũng không hẳn là sang màu nâu cà phê đâu, mà nó là cái màu mà không biết gọi tên. Thôi mọi người cứ nhìn theo cái cảm quan của mọi người như thế này nha. Thôi em cứ, hoặc là em cứ gọi là nó hơi theo kiểu dạng nâu cà phê một chút xíu đi. Đấy, mẫu này đẹp, dễ đeo, với cả hai nữa là nhìn trong nó sáng cái da tay của mình. Và bản này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 2.350.000. 2.350.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 241, mã hàng đầu tiên, full box. Đấy, nhưng mà cái này nó không về giấy tờ đâu mọi người ạ, nó chỉ về nguyên hộp thôi, nguyên hộp và đồng hồ thôi. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 242. Mã 242 thì em lên cho cả nhà mình cũng là một cái phiên bản màu nâu cà phê. Nhưng ở phiên bản nâu cà phê này, đó chính là một phiên bản cơ tự động của Carnival. Hiện tại thì bên em đang làm đại lý ủy quyền của Carnival, Bonnetti, Red Tiger và một vài thương hiệu khác nữa. Và có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể trực tiếp ghé qua cửa hàng. Còn nếu mà mọi người ở xa thì bên em sẽ có ship toàn quốc nhé. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Đảm bảo tất cả sản phẩm đều cam kết hàng chuẩn chính hãng. Mẫu này em có về là full hộp này. Giấy tờ sổ sách có đầy đủ này. Và nâu cà phê này thì dễ đeo, bởi vì đây là một cái màu có thể gọi nó là một cái màu quốc dân rồi. Đấy, ai cũng đeo được chứ nó không kén. Đặc biệt ở trong phiên bản này thì form ấy, nó chính là form của Rolex, đúng không ạ? Dòng Desert. Bình thường thì cái dòng Desert thì nó chỉ có một lịch thôi, nhưng ở bản này nó sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là hai ô của lịch. Ở đây thì hiển thị đó chính là cả lịch thứ và cả lịch ngày. Đấy, nó sẽ hiển thị cả lịch thứ và cả lịch ngày. Đấy, nó sẽ có hai cái mốc lịch, hai thi theo hai cái thứ tiếng nha. Thì mọi người có thể chuyển nó về theo tiếng Anh thì mọi người có thể nhận diện cho nó dễ. Hai ô của sổ lịch này. Đấy, và nó đều có kính lúp rất là dễ nhìn. Mặt bên trong màu nâu cà phê này, và nó trải đều các cái đường vân ở vị trí phía bên trong. Đúng không ạ? Bộ kim này, cọc số này, bắt sáng rất là tốt, và cái cọc đá, cọc số của nó chính là cọc đá. Và đều được ghim chấu nha. Mọi người có thể thấy là các cái chân chấu này.
Đấy, bốn chân trấu ở bên trong đúng không ạ? Rất chắc chắn nên là không sợ là bị rơi đá hay là gì cả. Đây viền này, cạnh này. Đẹp chưa? Để em soi cận cảnh chi tiết cho cả nhà mình xem. Đối với phiên bản này thì sử dụng kính sapphire, thế cho nên là nó có một cái ưu điểm nữa, đó chính là cái độ chống chảy chống xước rất là tốt. Đây là một phiên bản phong cách của dòng doanh nhân đúng không ạ? Rolex, đấy là một cái thương hiệu mà nổi tiếng về phong cách doanh nhân. Và đây là phần viền vỏ, dây chốt khóa đều được làm bằng chất liệu thép, thì cũng có vừa phay sức vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau nha. Dây chốt khóa này. Và đằng sau đáy đây thì nó sẽ có độ chống nước của nó sẽ là 5 ATM. Nó tương đương với cả 165 feet. Với bản này thì nó sẽ có tần số dao động là 21.600 ppH đúng không ạ? 21 chân kính automatic 8131G. Đây bên trong bộ máy đây. Đấy, rất đẹp nha. 21 chân kính máy Mizota. Đây là một cái bộ máy huyền thoại rồi. Và với cái bộ máy huyền thoại này thì không phải nói thêm gì nhiều đúng không ạ? Bởi vì là nó là một cái bộ máy cực kỳ là bền. Đấy, với độ chuẩn chính xác giờ cao. Kính đằng sau nó thiết kế đó chính là kính đổi màu. Đây là viền, dây, núm. Đây, tác bác của nó cũng sẽ có đầy đủ. Mẫu này thì mới nguyên zin nhé mọi người. Và các anh chị có thể mang đi tặng. Đấy, trong các cái dịp, các cái sự kiện của trong công việc của mọi người ạ. Xe 39.5 và càng là 47.3. Và dành đến là cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok. Bởi vì mẫu này là phong của Rolex ạ. Đấy, thì mẫu này nó sẽ phải tương đương với tầm khoảng độ size 40-41 của các bản bình thường đấy. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình, đó là 3.950.000. 3.950.000 mã 242. 3950 mã 242. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 243. Bản này thì đẹp lắm luôn. Mã 243 thì em lên cho cả nhà mình, đó là một cái phiên bản này nha. Em lên cái bản của GSX đi. Về cái thương hiệu GSX thì nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, thương hiệu nội địa của Nhật đấy ạ. Đây là một cái phiên bản trong cái bộ sưu tập của Star Wars này. Nó sẽ gồm có 400 series này. Gồm có 400 series, tức là mỗi một series nó sẽ là một cái dòng sản phẩm để mô phỏng trong cho bởi vì cái thương hiệu này nha. Đây GSX Watch Japan này. Họ có liên kết với cả Lucasfilm đúng không ạ? Tức là Lucasfilm thì họ sản xuất ra bộ phim, đó là bộ phim Star Wars ấy, chiến tranh giữa các vì sao đấy ạ. Thì sẽ bao gồm có 400 series, thì 400 series này là mỗi một series nó sẽ là một phần của bộ phim. Đấy, mỗi một series là một phần của bộ phim. Ở đây là full hộp này. Đấy, nó có một cái thẻ tag của nó đây thì nó cũng sẽ còn đầy đủ ở đây. Đúng không ạ? Đây là cái tag nha. Và đây là giá của nó là 88.000 yên cộng với cả thuế ạ. Đó. Đây, Made in Japan này. Đây, Star Wars nha. Kết hợp với cả Lucasfilm này, GSX này. Đấy, đây là trên trang chủ của GSXWatch.com. Một lát nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình về, thứ nhất đó là về trang chủ của họ, và thứ hai nữa là về cái sản phẩm này. Cái này thì là full hộp, và chiếc này thì mới nguyên luôn. Bản này đẹp lắm luôn ý. Mỗi một bản nó lại là một đại diện cho một cái phần của bộ phim. Đây mọi người lưu ý cái khóa này của em nhỉ. Cái khóa này để khi mà mọi người về, các anh chị mọi người nhận hàng ấy, thì mọi người muốn di chuyển này thì các anh chị mọi người bóc vào cái khóa này nha. Đấy, sau đó là mình bật cái chốt này lên, thế là xong đúng không ạ? Và đây, còn mình có thể là sập khóa như thế này xuống. Và đây nó có cái càng như thế này này. Đấy, thì mọi người sẽ bóp mở nó ra. Thấy chưa ạ? Đấy. Với phiên bản GSX này, đây là mẫu Limited Edition, phiên bản giới hạn nhé. Bản này là bản thứ 7 trên 300 chiếc. Tức là trong cái series này thì người ta chỉ sản xuất ra 300 chiếc thôi. Và bản này là bản thứ 7. Đấy, Osteless Steel thép đúng không ạ? Sử dụng thép 316L này. Đây là mã check của nó, có kèm ở phần tác đúng không ạ? Nó trùng với cả phần tác luôn ạ. Độ chống nước là 13 này. Automatic 24 chân kính nha. Kết hợp với cả thương hiệu của Lucasfilm. Sử dụng máy của Seiko. Dạ vâng, về máy thì không phải bàn đến nữa rồi. Bởi vì là các cái phiên bản giới hạn bao giờ họ cũng sẽ phải lựa chọn những cái chất liệu, những cái nguyên liệu và cũng như là cái bộ máy chất lượng tốt nhất. Đấy, để mà có thể là lên tay với những cái phiên bản giới hạn. Đây là Star Wars. Mẫu này là nó thiết kế form tròn này. Nó có một cái phần ở đây, nó giống như một cái phần chất nhám nhám này. Ở đây nó có lịch ở vị trí góc 3 giờ nha. Và đây cho cả nhà mình xem là cái phần dạ quang ấy,
thì buổi tối nó có dạ quang ở núm này, bên trong này nó cũng sẽ có dạ quang này. Bây giờ nhá thì em sẽ check luôn cho cả nhà mình về ý nghĩa nha. Vì mỗi một cái phiên bản của cái dòng sản phẩm này nó lại có một cái ý nghĩa. Đây, đây nhé mọi người, truy cập vào trên trang chủ của GX đây này. Và ở đây nó sẽ có mã số hiệu của cái phiên bản này nha. Bản này là, đây là ba giới hạn 300 chiếc. Đây là Rabel Alien này. Đây, đây là các cái chi tiết nha. Về núm này, đúng không ạ? Cái phần chữ dưới này thì em không dịch được, nhưng ở trên này thì mọi người thấy không ạ, nó dòng chữ high quality đúng không ạ. Tất cả các cái chi tiết, các bộ phận của phiên bản này nó đều là ở cái tiêu chuẩn chất lượng cao hết này, high quality chất lượng cao này. Và đây người ta làm này, có những cái chi tiết họ phải làm thủ công này, đó thấy chưa. Đây từ các cái logo, các cái biểu tượng, các cái dòng chữ này đúng không ạ. Đây người ta đến cả những cái chi tiết rất là nhỏ như thế này họ cũng đều đã phải làm là chất lượng cao hết rồi này. Đấy, về phần dạ quang thì em cũng đã có cho cả nhà mình vừa xem về cái phần dạ quang đúng không ạ. Rồi là núm của nó như thế nào, dây của ra sao này, chất lượng dây cao su đây. Mọi người đúng không ạ, high quality nha, dây này. Đây là cái hộp, nhưng mà trước này nó không về hộp. À, đây em xin lỗi, trước này nó về hộp đây. Đây là hộp nha. Đây là hộp của nó này. Hộp đặc biệt đấy ạ, đúng không ạ. Đây, special card and box này. Đấy, hộp đặc biệt nha. Tiếp theo là ở dưới này, nó cũng sẽ có cả một cái list ảnh. Và sau đó là người ta sẽ có một cái bản ở đây thì em cũng dịch luôn cho cả nhà mình luôn này. Đấy, đây là phiên bản Rebel model này. Đấy, rồi là có lớp hoàn thiện được mài mờ hoàn toàn màu xám nha. Đây ạ, đây, đây là phần viền vỏ đúng không ạ. Đó, mặt bên trong số của nó sẽ là màu cam, nó giống với bộ đồ của phi công nổi dậy. Bởi vì thực sự với cả nhà mình là em không xem phim Star Wars, em không xem phim đó, thì cho nên là em không biết được là các cái nhân vật hay là các cái diễn biến của câu chuyện như thế nào để có thể chia sẻ với cả nhà mình. Thì nếu mà mọi người mà có xem đến những cái bộ phim này thì em nghĩ là chắc chắn là mọi người đều biết đúng không ạ, đến cái chi tiết, bởi vì nó sẽ có các cái chi tiết liên quan đến phim ý, ở nó được thể hiện ở trong cái phiên bản đồng hồ ấy. Đây, dấu hiệu của quân đội nổi dậy này đúng không ạ, được in ở giữa của mặt kính. Đây là đội quân này, có một hình người nhá, sau đó người ta đeo một cái kính này này. Tức là kiểu dạng như là giống như là một cái lực lượng phòng vệ đấy ạ. Kim dài và kim ngắn thì lấy cảm hứng từ một thanh kiếm ánh sáng ở trong bộ phim này. Đấy, đây. Rồi sau đó là hình minh họa Luke Skywalker, nhân vật chính của bộ phim. À đây, nhân vật chính của bộ phim sẽ được in ở đằng sau đây. Đấy, để tạo ra gợi nên trận chiến. Nói chung là cái này mọi người mà xem nhiều về các cái bộ phim của Star Wars đúng không ạ, một cái bộ phim về gọi là phim giả tưởng đấy, đấy phim khoa học viễn tưởng ấy, đúng không ạ, thì các chị mọi người sẽ biết về các cái phần của bộ phim và nó sẽ có một cái sự độc đáo và rất là hay khi mà mình sưu tầm ở trong cái phiên bản này. Đấy nhá, về dây này hay tất cả các chất lượng thì em cũng đã có vừa chia sẻ với cả nhà mình đúng không ạ, ở trong cái phần giới thiệu của trên trang chủ của nó rồi. Bản này thì sẽ có size, đó là size 43.8 nhá. Cái này thì tính càng này nó là 43, nhưng mà khi đeo lên tay thì nó sẽ ôm kiểu như thế này này mọi người. Đấy, nó rất là đẹp luôn và rất là dễ đeo. Cái này thì cứ tầm cái 16.5 như tay em là mọi người cũng đã có thể đeo được rồi. Đấy, và em nghĩ là nó rất xứng đáng để nằm trong cái bộ sưu tập của mọi người. Đấy, kể cả để đeo hay là để đi chơi đều ok. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 4.500.000. 4.500.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 243. 4.500.000 mã 243. Tiếp theo sang ở mã 244. Mới, hộp của nó đầy đủ này. Đấy, đây là hộp nhá. Nó còn một cái lớp hộp bên ngoài nữa mọi người ạ, nhưng mà em đang để ở bên phòng rồi. Sang ở mã 244 ạ. 244 thì tiếp tục nha, em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là một phiên bản pin của Zeppelin. Cũng giống như các lần khác em về và giới thiệu đến cho cả nhà mình, thì mọi người cũng đã đều hiểu và biết về cái thương hiệu của Zeppelin rồi, thì em cũng chia sẻ lại để cho các anh chị mọi người mới xem đến video của em thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn về thương hiệu này. Đây là một cái thương hiệu đến từ đất nước Đức, và thương hiệu này thì cái tiền thân ấy là họ cũng rất là nổi tiếng về ví dụ như là về cái lĩnh vực máy bay đúng không ạ, nên là có những cái phiên bản mô phỏng theo cái số hiệu của máy bay, ví dụ như là mẫu LZ-129 hay là LZ-127. Đấy, và đây là cái hộp nha mọi người.
Đây, hộp của Zeppelin rất là đẹp. Bên trong thì sẽ có giấy tờ đầy đủ này. Đấy, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Sẽ có gửi kèm ở trong đơn luôn. Chết rồi. Thôi, cái này tí nữa em gài sau vậy. Cái này tí nữa em gài sau nhá. Và bây giờ thì sẽ đến đó chính là mẫu đồng hồ của ngày hôm nay. Bàn này thì phải thề với cả nhà mình nó rất xuất sắc. Nó còn một cái tag nữa. Bàn này nó mới lắm mọi người ạ. Đây này, nó còn một cái tag này này. Chiếc này thì em nhìn qua qua nó giống gần như là chưa qua sử dụng ấy. Mã tag của nó là 7037 nhá. 7037-1. Đây. Đây mọi người nhìn cái dây là các anh chị biết không? Không cần phải xem nhiều đúng không ạ? Đây. Dây này. Còn nếu mà đã đeo rồi thì chắc chắn là nó sẽ phải có vết hoặc là có màu theo thời gian, nhưng ở đây thì độ mới này rất là cao luôn nha. Đấy, còn cái phần dây lúc nãy là do là mình luồn dây qua vào cái phần gối đấy mọi người ạ. Đây là mẫu Zeppelin và bản này là phiên bản dòng Honeybug nằm LZ129 ạ. Đây là mẫu pin 1 2 3 4 5 kim nha, 5 kim. Và nó sẽ chạy đó chính là chức năng chỉ lịch ngày, chức năng chỉ lịch thứ, chức năng chỉ đó chính là 52 tuần trong vòng 1 năm. Đấy, đây là ví dụ như ở đây nó đang là ở tuần 50 này hay là gì đó này. Đấy chưa? Tiếp theo ở đây nó sẽ có một cái phần nữa, đó chính là phần lịch moon phase. Cái lịch moon phase này để mọi người biết được rằng là cái thời điểm, cái ngày hiện tại này nó đang là rơi vào tầm khoảng đầu tháng hay giữa tháng hay là cuối của lịch âm. Đấy. Thì ví dụ như là lúc này nhá, nó rơi vào tầm khoảng độ ngày 12, 13 gì đó này mọi người. Còn khi nào mà ngày 15, 16 thì nó sẽ ở vị trí trung tâm. Đấy, thì cái này nó sẽ cũng liên quan đến về cái phần thiên văn học một chút. Đấy, đây là cái phần chức năng lịch trăng sao, lịch tuần trăng. Và đây là phần núm này. Đấy, núm nha. Núm thì... núm ở đây là nó sẽ chỉnh. Đó là cái lịch tuần trăng mọi người ạ. Ở đây thì nó sẽ có hai núm thôi nhé mọi người nhé. Cái núm này của nó sẽ là núm ẩn này. Đấy, thì các anh chị mọi người về, các anh chị lấy que nhập sim và các anh chị ấn vào đây thì là mọi người sẽ chỉnh các chức năng ở bên trong nha. Còn cái núm, nó tức là nó chỉ có hai núm thôi. Nó chỉ hiển thị hai núm thôi ạ. Đây là phần viền nhá, cạnh này, mặt này. Đấy, sáng này, mặt màu trắng nha. Dây này, thì cái dây này người ta đã sử dụng đó chính là một cái bộ dây handmade, dây da thủ công ở tại Đức. Đấy, đây là một bộ dây da thủ công ở tại Đức. Nói chung là riêng về bộ dây thôi là đã đáng tiền rồi. Chưa còn phải nói nhiều đến gọi là cái về cái hình thức hay là bộ máy của cái bàn này đúng không ạ? Bàn này sẽ sử dụng đó là bộ máy pin 5 kim với size mặt ngang là size 36 và càng của mẫu này là 39 nha. Đấy, càng của mẫu này là 39 và như cổ tay của em đây. Em đeo lên tay này. Đấy, cái này thì một là chị nào mà nữ tay to mà thích ở các cái form mặt size mặt này thì mọi người đeo, còn nếu không có thì là dành đến cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Đấy, nam tay nhỏ nha, nam tay nhỏ, nữ tay to là mọi người đều đeo được ở phiên bản này. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.450.000. Đó, 3.450.000, bạn để sử dụng máy Thụy Sĩ nha. 3.450.000, máy Thụy 5 kim và có các chức năng trang sao, thì đây là một cái bộ máy cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, anh chị nào mọi người chơi về đồng hồ thì mọi người đều biết đến các cái dòng, các cái đời máy. Và mọi người biết là những cái máy Thụy mà có được nhiều chức năng như thế thì nó phải là một cái bộ máy mà cực kỳ là cao cấp. Tiếp theo sang ở mã 245. Mã 245 thì em lên cho cả nhà mình một cái phiên bản này. Đây là một cái mẫu của Maserati. Thực sự là chưa bao giờ em đấu được cái mẫu của Maserati. Đấy, chưa bao giờ em đấu. Đây, nhưng mà hôm nay thì em có đấu về cho cả nhà mình mẫu của Maserati này. Thì Maserati thì nó cũng là một tên của một dòng siêu xe rất là nổi tiếng. Đúng không ạ? Siêu xe Maserati đấy ạ. Đấy, rất là nổi tiếng và rất là đắt đỏ nha, vì nó đã nói đến siêu xe rồi. Thì bản này là một cái mẫu đồng hồ cơ. Dạ vâng, đồng hồ cơ nha. Nó sẽ có cả phần trợ có tay đi kèm. Trước này thì qua sử dụng rồi. Đấy, nhưng mà nói chung là độ mới của nó còn ok. Đây, mặt kính này.
chưa hề có một vết chảy xước sát gì nhá. Và thường thì các cái dòng này thì em thấy là như là nó sẽ sử dụng kính sapphire thì phải. Đấy, và nó có biểu tượng của Maserati, đó chính là một cái hình kim trượng, à, nó có hình cái cây trượng ấy. Đúng không? Cây trượng. Cái này giống như là ở trong cái gì của Neptune nhỉ mọi người. Đấy, giống giống như là cái hoa của Neptune, em thấy rất là giống. Đấy, đây là cái nó dường dạng như là một cái biểu tượng của, bởi vì ở trong Neptune là cũng đấy là cũng là một ông kiểu như là một cái vị thần ấy, vị thần, thế cho nên là người ta cũng sẽ có một cái biểu tượng cái này đại diện cho những biển cả hay gì đó đúng không? Đấy, thể hiện quyền trượng của họ đấy ạ. Đây nhá, mặt này rất đẹp này, đây là niềng này, phay xước này, sáng bóng này, sẽ kết hợp với nhau. Còn tất nhiên ý là trong cái quá trình sử dụng đúng không ạ, thì cũng không thể tránh khỏi được những cái gọi là cái vết xước lông mèo, nhưng mà cái này thì nó không đáng kể. Với cả hơn nữa là em chiếu rọi đèn trực tiếp vào đây thì mọi người mới thấy thôi, chứ còn nếu mà để mà nhìn bình thường cảm quan bên ngoài thì gần như là mọi người sẽ không thấy đâu nha. Núm này, dây này, chốt khóa này của Maserati này, đây ạ, dây này, mọi người thấy không, còn rất là mới đấy, còn rất là mới. Đây mặt trước này, mặt sau Maserati, thiết kế của Ý này, Italian design này, automatic nha. Tiếp theo nữa đó là Oceanic, độ chống nước của nó là 10 ATM này, và ở đây nó có ghi đó chính là Squirrel Rock Round, tức là núm này là núm gen đấy, núm này là núm gen nha. Thì khi mà mọi người nhận hàng, các anh chị mọi người nhớ xoáy núm ra để mọi người chỉnh, xoáy núm ra chỉnh nhá, chỉnh xong này mọi người có thể lên cót cho nó cũng được, hoặc là mọi người vừa ấn này vừa xoáy này để đóng cái núm vào đấy, thì như thế nó sẽ đảm bảo được độ chống nước, form rất đẹp, trời ơi, đẹp lắm, của Maserati. Mẫu này size 39.8 ạ, và càng của mẫu này sẽ là 52.2 đấy, và như cổ tay của em đây là 16.5 thì nó sẽ hơi to so với tay em. Cái mẫu này là phải dành cho anh nam tay vừa, hơi tay hơi to một chút nha thì sẽ đeo đẹp. Bản này phong cách skeleton, và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.650.000. Ui, 3.650.000 mã 245, 3650 mã 245. Tiếp theo sang ở mã 246. 246 thì em lên nốt cái mẫu hộp này đi. Đây là mẫu của Pagani Design, cũng là một cái thương hiệu nội địa đúng không ạ? Và ở đây thì nó sẽ có full hộp giấy tờ sổ sách của nó đi kèm đầy đủ nha. Form của mẫu này cũng giống thiết kế với cả giống của Rolex. Đấy, Pagani Automatic, độ chống nước của nó sẽ là 23, tương đương với cả 200m. Lịch ở vị trí góc 6 giờ. Kim là kim nung xanh, ui cọc số cũng màu xanh luôn, kim nung xanh cọc số màu xanh nha. Bản này cũng sử dụng núm gen, trời ơi, cũng sử dụng núm gen nên độ chống nước cũng rất là ok này. Đấy, mọi người chỉnh này, đóng núm này, và nhớ là vừa ấn này vừa xoáy đóng núm vào cho em nha, thì như thế nó sẽ đảm bảo được cái độ chống nước cho mọi người này. Viền này, vỏ này, mọi người cầm lên tay ở bản Pagani này nó cực kỳ chắc chắn đầm tay luôn. Mặc dù chất thép vẫn là chất thép 316 chứ nó không phải là cái chất thép thông thường. Đấy, chứ không phải là cái chất thép gọi là ấy khác đúng không ạ? Mà ở đây nó là chất thép 316, nhưng cái độ hoàn thiện này rất đẹp luôn. Viền này, cạnh núm này. Đó, độ chống nước nha, 200m, Oceanic Steel này. Đằng sau đấy thì khi ánh sáng chiếu vào nó bắt sáng rất là tốt. Ở đây đây, nó có các cái hình này, viền viền này, dây này, dây nhá, dây hai mặt luôn mọi người ơi, dây hai mặt luôn nhá, chứ không phải dây một mặt đâu. Đây, một mặt bên trong này nhá, đây cái đường vân này, sau đó bên ngoài này, chốt khóa này, cái này mọi người có thể là tự tháo cái này ra để vệ sinh phần càng cũng được. Mẫu này có size là 41 và càng của mẫu này là 49.2 đấy, và như cổ tay của em là 16.5 thì em cũng đeo ok. Đấy, nói chung là từ 16.5 trở lên là mọi người đeo được rồi. Bản này là cơ tự động nha, có cả trợ có tay đi kèm. Bản này mới, đẹp, độ hoàn thiện cực kỳ tốt, xuất sắc, hàng chuẩn chính hãng của Pagani. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.250.000. Cái chất này em đấu về được giá rất tốt luôn ấy. Vì bình thường các cái mẫu của Pagani này nó sẽ phải dao động, nó rơi vào tầm khoảng độ 3.350 hoặc là 3.450, hoặc là có những thời điểm nó rơi vào tầm khoảng độ 3.550 cơ. Nhưng cái chất này em đấu được giá rất ok luôn, 3.250.000 nha, mã 246. Đấy, vì em thì sẽ không căn cứ vào mẫu mà em sẽ căn cứ vào cái giá mà đấu của từng cái lô đó. Đấy. Tiếp theo sang ở mã 247. Thì phiên bản 247 thì em lên cho cả nhà mình
em lấy nốt cái bản Aso này. Aso này em đấu được giá cũng ok này. Đây là bản Aso. Đây là thương hiệu của Anh. Đó. Your Time. À, mẫu này nó là dòng hay. À, tức là nó có cả giờ thế giới nữa. Đấy, tức là nó có cả giờ thế giới. Đây mọi người thấy này, đôi đôi nhé mọi người. Đó. Ui, đẹp lắm, mà cái set này mới nguyên luôn. À, ở cái phiên bản này nhá, phiên bản này là phiên bản mà nó sẽ lộ một cái lồng tim ở vị trí góc 6 giờ này, Dial Time này. Trên này nó sẽ có một cái mặt đồng hồ nữa, cũng là cọc số La Mã, nhưng nó sẽ thể hiện ở cái múi giờ thứ hai. Ví dụ mọi người muốn đặt nó về, ví dụ như là múi giờ của Anh Quốc chẳng hạn, thì mọi người sẽ set up nó về theo cái giờ của Anh Quốc. Đấy, còn đây là cái kim của nó là kim mắt ngỗng này, cọc số La Mã này, nó trải vân này. Bên trong đây của mặt đồng hồ đây, nó cũng sẽ trải đều các cái đường vân bên trong như này. Đấy, viền này, cạnh này, đờ mi nhá, núm này, mặt trước này, mặt sau, automatic, stainless steel với độ chống nước của nó sẽ là 5 ATM. Tiếp theo nữa này, dây này, Aso này, dây nhá, chốt khóa này. Ô, bản này mới nguyên, đây mọi người thấy không, khóa này. Đấy, nó còn nguyên cả seal này. Tức là mẫu này là chưa qua sử dụng, nó còn nguyên cả tag. Nhưng mà trước này thì nó không về hộp đâu mọi người ạ. Nó chỉ về nguyên đồng hồ. Size 42.8 ạ. Và càng của mẫu này là 50. Mẫu này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút là mọi người sẽ đeo ok. Và ở bản này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này. Mẫu này là 3.150.000. 3.150.000. Mã 247. 3.150.000 mã 247. Tiếp theo sang ở mã 248. 248 thì em có mấy mẫu pin. À đây đây, thôi em lên nốt cái mẫu này nhé. Xong sau đó em sẽ lên nốt luôn mấy cái mẫu pin cho cả nhà mình, lên nốt cái mẫu cơ này luôn. Cái mẫu này là mẫu cơ của Nga mọi người ạ. Đây là mẫu cơ của Nga, của Vostok, đúng không ạ? Rất là nổi tiếng của Nga đấy ạ. Đấy. Ở đây thì nó là bản automatic, có cả trợ có tay. Đấy, nó có cả trợ có tay. Nhưng mà các cái phiên bản này nó là kiểu các cái dòng đời đầu ấy nhá mọi người nhá. Nên là khi mà mọi người xoáy ra này, các chị thấy không ạ? Đấy, mọi người cảm giác là nó sẽ hơi kiểu long 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 này này, chứ nó không giữ chặt được như là các cái mẫu bây giờ. Nhưng mà nó không hàn gì hết mọi người ạ. Đây, các chị vẫn lên có tay như bình thường như thế này. Đấy. Thì xong bắt đầu là mọi người mà xoáy đóng núm nha, thì mọi người vẫn cứ xoáy như bình thường thế này. Đấy là mọi người sẽ đóng núm vào. Đấy, thì đây là cái phiên bản núm gen, đúng không ạ? Phiên bản núm gen. Và khi mọi người xoáy ra này, đấy, thì nó sẽ như thế này. Thấy chưa? Còn đây là khi mọi người xoáy đóng núm này. Đấy, nó rất là hay. Và ở bên trong này thì nó sẽ có một cái biểu tượng tàu này, đúng không ạ? Rồi là, tức là đại diện cho ngành hải quân này, đúng không ạ? Sau đó là không quân này, của Nga này, lịch ở vị trí góc 3 giờ này. Đây là viền cạnh nha. Em phải nói là cái mẫu này bây giờ người ta không còn sản xuất lại nữa đâu. Nên là nếu mà mọi người mà để đeo hay là mọi người để sưu tầm ý, nó rất là xứng đáng để nằm trong bộ sưu tập này. Đây là logo biểu tượng của Vostok nha. Đấy, viền dây này. Cái dây này thì không phải dây zin, dây này là người ta đã thay rồi, không phải dây zin của hãng. Đấy, nhưng mà người ta lên bộ dây cũng đẹp mà vẫn còn mới, nên mọi người đeo thoải mái. Size 39.5. Càng của mẫu này là 45.4 nha. Đây. Đó, rất đẹp, một cái phiên bản Vostok. Mẫu này em cũng để luôn cho cả nhà mình, đó là 2.750.000 nhá. 2.750.000 mã 248. 2.750 mã 248. Tiếp theo sang ở mã 249. 249 thì đây em có chiếc về chiếc full hộp, đó là Savatamara, thương hiệu của Ý. Ở bản này thì mang cũng kiểu form dáng giống như là của Rolex. Chiếc này thì full hộp mới nguyên, chưa qua sử dụng. Đấy, đường xoay nha, kim dây này, ở vị trí góc 6 giờ này, lịch này. Đấy, mọi người thấy không? Đây, bây giờ em sẽ xoay cái kim này để cho nó, để cho mọi người xem cái lịch của nó hay như thế nào. Vì là mọi người xem được cả cái phần chuyển lịch của nó ấy. Đây đang là buổi tối nha, thấy chưa? Đấy, đây là 00 giờ, thì nó đã chuyển sang ngày mới rồi. Còn bây giờ em sẽ rút một nửa cái núm để em chỉnh lịch cho cả nhà mình xem. Chưa rút núm. Đấy,
Thì mọi người thấy không ạ, khi chỉnh lịch này, mọi người nhìn được cái quá trình hoạt động ở bên trong của cái phần lịch của nó như thế nào này. Đóng núm này, niềng xoay này, viền này, cạnh này, dây này, chốt khóa này, đây siêu qua sử dụng nhá. Đằng sau đáy này, đó, ô stainless steel với độ chống nước là 5 ATM. Mẫu này có size mặt đó là size 39.6 ạ, và càng của mẫu này là 47.8. Đấy, 47.8. Đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp, hai màu đen trắng. Bản này em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 1.950.000. 1.950.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 249, 1950 mã 249. Nói chung là các cái lô này thì đợt này em cũng săn được giá rất là tốt. Bởi vì là trước các cái mẫu này nó phải rơi tầm hơn 2 triệu đấy. Nó phải rơi tầm 2 triệu 1, 2 triệu 2 hay sao. Nhiều không làm nó phải rơi dao động rơi vào tầm khoảng đó. Tiếp theo sang ở mã 250 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em lên mẫu này đi. Đây là mẫu của Imperial Armani này. Đấy, em có về được chiếc này, rất đẹp. Chiếc này thì hiện tại nó đang hết pin thôi, nhưng mà em chưa thay, lúc nào mà gửi đơn thì em sẽ thay pin. Thì em lấy giờ luôn ấy, thì hàng tới nơi thì mọi người cứ mở ra anh chị kiểm tra rồi là thanh toán nha. Đó, kim dây rốn này, mặt đẹp này, cọc số to rõ ràng, đây thương hiệu của Ý. Đằng sau đáy này, dây này, nguyên zin này. Thấy chưa? Bản này độ mới rất là cao. Cái này thì dành cho anh nam tay vừa và nhỏ, size 33 và càng của nó là 43.7. Mọi người đeo tay bản này đẹp chưa? Đấy, rất ôm tay và cái chất dây của nó đẹp ý. Chất dây này, dây xịn luôn này. Bản này đang là 1.650.000. 1.650.000, không phải bàn nhiều bởi vì là bản này quá đẹp, xuất sắc, giá của nó cũng rất là tốt dành cho cả nhà mình. Mã 250 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay nhé. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích cả mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858 58 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ.